Xong chưa em? Ồ, quá ta. Ui, trời đúng rồi, tôi ôi quá. Ui, gì cơ? Ui, shhh, em chỉ diễn á. Đúng là ăn nhiều kẹo rồi đúng. Ồ, ngày nào cũng ăn kẹo cơ ơi. Wow, em được hẳn 3 con rồi đấy. Đúng là một lọ xe em nhé. Đây, em đi con này đi. Đấy này, chị đi giúp em lần chị nha. Một, đấy chị đi giúp em. Em chị góc từ từ cho em rồi. Hay đói. Có cái nọ kẹo cho em ạ. Trời. Ui mẹ ăn kẹo. Ủa nhỏ. Lần nào em thấy đâu sang nhà chị em cũng cứ đòi để trước để đòi ăn kẹo ấy. Không không ngoan đâu. Kẹo nhá. Ăn một viên nào. Ồ, ăn một viên thôi xuống lại với chị. Đấy, xong rồi ngậm đi giảm nhá. Được không? Để cho chị ăn. Ăn một viên. Thôi, em ăn đi. Thôi, làm đây nhá. Thì ngủ. Có lẽ không phải chị ăn được. Một, không được hết nữa. Sáu. Chị mình một con à. Một con. Chắc còn được. Ê, chị đi lẻ quá. Khổ đứng quá chị ơi. Ủa à? Em chị. Không được gì. Nào em giữ cho chị nhá. Sáng nay á, sáng nay là chị bảo em rồi đấy. Em xin đi, em xin hộ chị ấy, xin hộ chị ấy. Để ý chị có đi tìm cái giấy không? Giấy nhà em đâu rồi ấy? Có thể để cho in xong đã. Ừ, cho in xong. Thật đi. Xong chưa, xong chưa? Mới định xong chưa nhỉ? Xong chưa em? Ồ, không khóc đâu. Ui, đầy đúng rồi, ôi quá. Ui, gì cơ? Ui, shhh. Em chỉ diễn á. Đúng là ăn nhiều kẹo rồi đúng. Ồ, ngày nào cũng ăn kẹo cơ ơi. Trời ơi, nhiều kẹo, gì ra nhiều kẹo lắm. Thôi quá, em biết mang đi đổ đây, còn chị ở đây để chị chùm cho em ấy nhá. Đi đi, cẩn thận nhá. Ôi, xong. Chị được rồi, xin phép. Xin chào tất cả các bạn, các bạn xem và ủng hộ mình và subscribe.